Diễm Quỳnh xin mến chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin mới nhất. Ngày hôm nay thì tình hình trong nước và quốc tế có gì biến động, có những thông tin nào hấp dẫn mà chúng ta đang chờ được đón xem thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vào chi tiết bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật nhé. Mưa lớn ở Thẩm Dương xuất hiện dòng lửa đánh thẳng vào tòa nhà cao tầng. Vào tối ngày hôm qua, một tòa nhà cao tầng thuộc khu dân cư thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị sét lớn đánh trúng, tia sét giáng xuống tòa chung cư và tạo ra vô số tia lửa bắn tung tóe, khiến người dân trong huyện phải kinh ngạc và thốt lên: "Có chuyện gì vậy? Thật là đáng sợ." Theo báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua, một tòa nhà cao tầng thuộc khu chung cư quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị sét đánh trúng. Tại vị trí sét đánh bắn ra vô số tia lửa đỏ rực. Ngoài ra, từ một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi một tia chớp xuất hiện trên bầu trời, đột nhiên vang lên một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ. Ngay sau đó, một cột lửa màu vàng cam đập vào một tòa nhà cao tầng gần đó. Tia lửa theo đó văng ra khắp nơi, mặt đất trông hệt như biển lửa. Các nhân chứng cho biết, ngay trước lúc con rồng lửa xuất hiện, trên bầu trời có 10 tia sét sáng chói. Cũng có người nói, trước khi rồng lửa phát nổ, tia chớp sáng lòa khiến cho màn hình điện thoại không thể thu nhận được bất kỳ hình ảnh nào, cho đến khi cảm biến CCD của điện thoại hạ thấp mới có thể thấy một con rồng lửa nối từ tháp điện cao thế đến tòa nhà cao tầng. Theo quan sát thì tháp điện cao thế và tòa nhà cách nhau ít nhất vài trăm mét. Trước khi báo chí đưa tin về vụ việc thì trên Weibo đã xuất hiện một bài viết tựa đề Thẩm Dương mưa lớn như thác đổ, rồng lửa đánh vào tòa nhà cao tầng. Bài viết đã thu hút 15 triệu người quan tâm và 7.505 bình luận từ cư dân mạng. Video vòi rồng khổng lồ tại Trung Quốc, ông trời thực sự tức giận rồi. Nhiều cư dân mạng xôn xao bình luận, quá kinh khủng, không lẽ là lôi thần sao? Trời ơi, có vô số cảnh thực sự khiến người ta khiếp sợ trong năm 2022. Bụi lửa bắn ra đó là tia lửa hay là mảnh vụn thủy tinh? Thoạt nhìn có vẻ như một vết nứt không gian đã bị xé toạc ra, thật khủng khiếp. Năm 2022 quá khó khăn rồi, năm nay là năm bảo toàn tính mạng, hãy chú ý an toàn nhé. Trên trời hạ xuống kim long, nhất định có nhân mệnh thiên tử xuất thế. Phía chính quyền địa phương giải thích rằng nguyên nhân là do sét đánh vào đường dây điện cao thế làm cháy đám cỏ dại gần đó, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng không có thương vong nào xảy ra. Công ty điện lực cũng tuyên bố rằng dây điện cao thế không bị hư hỏng và việc cung cấp điện vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, tuyên bố này của phía chính quyền cũng không thể khiến người dân cảm thấy yên tâm. Hiện tại ở địa phương vẫn tiếp tục xuất hiện mưa lớn và tối qua cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục công bố cảnh báo cam mưa lớn, cảnh báo cam sấm sét và gió lớn và cảnh báo cam mưa đá. Tối cùng ngày, thành phố Tân Dân không chỉ có mưa lớn sấm sét cùng với sức gió giật trên cấp 11 mà còn có mưa đá và mưa rào. Dị tượng Trung Quốc, Thượng Hải tuyết rơi giữa mùa hè, sấm sét xé tan bầu trời trong 3 tiếng đồng hồ. Gần đây ở Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các dị tượng. Vào ngày hôm qua, thành phố Thượng Hải đã phải hứng chịu thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên, kế tiếp là sấm chớp kinh người kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Một số khu vực mưa như thác đổ, thậm chí có nơi còn có tuyết rơi ngay giữa mùa hè. Hôm qua buổi sáng ở Thượng Hải thời tiết rất nóng, buổi trưa nhiệt độ gần 33 độ. Sau đó liên tiếp trong 3 giờ đồng hồ, Thượng Hải đột nhiên có mưa dông kéo đến, sấm sét đùng đùng cùng với mưa như chút nước. Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Kỹ thuật Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Thượng Hải, từ khoảng 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày hôm đó, số lần sét đánh ở Thượng Hải lên tới 4.207 lần, với trung bình 23 tia sét một phút. Rất nhiều người dân Thượng Hải cũng xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội. Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Thượng Hải đã nói rằng sấm chớp này sao vang to như tiếng nổ vậy, còn có cảm giác như mặt đất rung chuyển, năm nay đúng là một năm bất thường. Cũng có một cư dân mạng khác nói rằng trưa hôm đó đột nhiên Thượng Hải có sấm sét, âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường thì bản thân vốn không hề sợ sấm chớp, nhưng lần này lại bị đe dọa cho sợ khiếp vía. Một cư dân khác ở Thượng Hải cũng để lại bình luận: "Tôi cứ tưởng rằng có một vụ nổ đã phá hủy nhà hàng xóm của tôi, nó làm tôi sực tỉnh dậy và cứ tưởng rằng là động đất."
một người khác nói rằng dùng mình sấm nổ một cái đột nhiên trong nhà mất điện, bây giờ mưa đã tạnh lâu rồi mà vẫn chưa có điện. Thật cũng không dám bật công tắc điện nữa, quạt gió máy điều hòa đều không mở được, thật sự bây giờ rất nóng. Theo thông báo từ Weibo Thượng Hải thông báo của chính quyền cho biết, Đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải vào lúc 12 giờ 39 phút trưa ngày hôm qua đã cập nhật tín hiệu cảnh báo xanh mưa bão ban đầu thành tín hiệu cảnh báo vàng mưa bão và cảnh báo rằng trung tâm thành phố Thượng Hải cùng một số khu vực cục bộ khác như Phố Đông, Sùng Minh, Phụng Hiền, Tùng Giang, Thành Phổ, Mẫn Hành, Gia Định, Bảo Sơn là những khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, Đài quan sát khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo vàng sấm sét thành tín hiệu cảnh báo cam sấm sét vào lúc 1 giờ 6 phút chiều, thông báo rằng dự kiến trong vòng 2 giờ nữa, các khu vực như trung tâm thành phố, Phố Đông, Sùng Minh, Phụng Hiền, Tùng Giang, Thanh Phổ, Mẫn Hành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh cũng tương đối cao. Theo như dữ liệu công bố, lần cuối cùng Thượng Hải đưa ra cảnh báo sấm sét màu cam là ngày 19 tháng 8 năm 2017. Weibo, Phố Đông thông báo đưa tin đã có một trận tuyết rơi ngắn ở quận Phố Đông của Thượng Hải vào trưa ngày hôm qua. Tài khoản này cũng công bố một đoạn video ngắn cho thấy tuyết rơi ở Phố Đông với tựa đề Phố Đông mới vừa có tuyết rơi, chỗ bạn thì sao? Bài đăng cho biết, vào buổi trưa ngày hôm đó, một người bạn đã gửi một đoạn video nói rằng trời đang có tuyết rơi ở Phố Đông. Xem ra thời tiết cũng thật bất thường. Đoạn video cho thấy những bông tuyết đang bay lên ngoài cửa sổ và chúng bay cùng với hướng gió. Rõ ràng đây không phải là mưa đá. Theo dự báo thời tiết Thượng Hải, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm đó, 10% đường phố và thị trấn ở Thượng Hải đã bị ngập lụt quá 50mm, nhưng cũng có một số khu vực không mưa hoặc chỉ có sấm chứ không có mưa. Trên thực tế, không chỉ thời tiết ở Thượng Hải bất thường vào ngày 10 tháng 8, mà ở thành phố Bắc Kinh cũng có hiện tượng bất thường khi có tuyết rơi giữa mùa hè. Cư dân mạng thở dài, tháng 6 tuyết rơi, nhất định là có kỳ oan. Tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, vào 3 giờ 20 phút chiều ngày hôm qua, ông Lý, một cư dân sống tại tòa nhà số 11, đường Xuân Tú, quận Đông Thành, thành phố Bắc Kinh, đột nhiên phát hiện thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, ông liền lấy điện thoại ra quay lại và gọi con gái đến xem. Con gái ơi, mau đến xem này, trời nắng nóng thế này mà lại có tuyết rơi. Trong đoạn video mà ông Lý chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy những bông tuyết trắng rơi đầy bên ngoài cửa sổ. Ông Lý cho biết hiện tượng kỳ lạ này kéo dài khoảng 5 đến 6 phút. Ông nói lúc đầu tôi nghĩ trời đang mưa nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn hóa ra là tuyết. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đưa tay ra cửa sổ và hứng lấy nó. Những bông tuyết lập tức tan chảy khi chúng chạm vào tay tôi. Không phải là tuyết thì là gì? Trung Quốc bất ngờ thừa nhận hành động sai trái ở Biển Đông. Trung Quốc thừa nhận ngư dân nước này đã đánh bắt trong khu vực mà Indonesia tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, sau cuộc gặp với Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, ông Mahfud MD, đại sứ Trung Quốc Xiao Kwan thừa nhận ngư dân Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Indonesia trên Biển Đông để đánh bắt cá. Đại sứ Mahfud MD nhấn mạnh, vụ việc không quá nghiêm trọng đến mức báo động và tin tưởng chính phủ hai bên có thể xử lý cũng như giải quyết vấn đề một cách phù hợp. Ngay cả giữa những người bạn hay láng giềng tốt của nhau cũng có thể tồn tại quan điểm khác biệt, nhưng điều đó không thành vấn đề. Chúng ta có thể thảo luận nhiều vấn đề một cách thân thiện, ông Xiao nói. Trong khi đó, Bộ trưởng Mahfud MD cho hay Đại sứ Xiao đã nói với ông về việc chính phủ Trung Quốc đang chịu sức ép từ ngư dân. Nguyên nhân do ngư dân Trung Quốc yêu cầu chính phủ cho phép tiếp tục hoạt động trong EEZ của Indonesia, bất chấp Jakarta xem đây là hành động phi pháp. Cũng theo Bộ trưởng Mahfud MD, các quan chức cấp cao Trung Quốc và Indonesia sẽ gặp mặt và họp bàn nhằm giải quyết bất đồng. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Indonesia bùng phát sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống hàng chục tàu cá nước này xâm nhập EEZ ở quần đảo Natuna. Động thái của Trung Quốc đẩy mối quan hệ hữu nghị lâu nay giữa Bắc Kinh và Jakarta xuống dốc nhanh chóng. Chính phủ Indonesia tuyên bố điều động thêm tàu chiến, chiến đấu cơ cùng ngư dân hỗ trợ để đối phó với sự hung hăng từ các tàu cá Trung Quốc. Đáng nói quần đảo Natuna nằm trong bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc lâu nay dùng để đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Mặc dù Trung Quốc công nhận Indonesia có chủ quyền với quần đảo Natuna, song Bắc Kinh cho rằng hai nước vẫn có tranh chấp về vùng biển tại đây. Về phần mình, Indonesia phản đối tuyên bố của Trung Quốc. Ngoài ra, Indonesia còn cho đổi tên vùng độc quyền kinh tế phía Bắc quần đảo Natuna thành biển Bắc Natuna bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc. Trước đây, Jakarta và Bắc Kinh đã vài lần xảy ra va chạm trên Biển Đông. Cụ thể, vào năm 2016, một tàu tuần tra của Indonesia đã bắt giữ tàu đánh cá tải trọng 300 tấn của Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng chính là thông tin khép lại nội dung bản tin thời sự được phát sóng trên kênh tin mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với 30 tập chương trình xin nói lời chào tạm biệt.